chó rốt con 4 tháng, con của con Zano và con Nancy. Cái đàn này lúc trước quay 5 con ấy, thì bây giờ nó còn 2 con, một đực một cái. Muốn quay video cho mọi người mà đợt này nó mưa suốt, nó mưa cả tuần, nó ảnh hưởng bão. Đấy, như hôm nay thấy hừng hực ra được một lúc thì bỏ nó ra quay video thì lại mưa. Mọi người nhìn thấy có hạt mưa không? Nhưng mà mưa nhỏ thì vẫn quay. Được ngày hôm qua, ngày hôm kia là trời nó hửng được một ngày rưỡi, thì mình lại đúng vào cái hôm mình bận không quay được. Nay quay thì trời nó lại mưa. Hôm qua định quay trời mưa, hôm nay quay trời cũng mưa, nhưng hôm nay mưa nhỏ thì vẫn quay. Đây là một đực một cái. Hôm nay thì cún con là nó được 4 tháng này, nhiều nó cứng cáp lắm rồi. Cái con gần nhất đây là một con cái vào thành phố Hồ Chí Minh và một con đực vào sống ở Cà Mau. U Minh của Cà Mau, đúng là gọi là cuối cùng của đất nước luôn. Còn một đực một cái này là vẫn chưa có chốt cái chỗ nuôi. Cũng có mấy người quan tâm đấy, có nhưng mà chưa có chốt được. Hai người Hà Nội, một người ở Đồng Nai. Ra đây chơi. Ơi, hey. Được đây. Được cái là hôm nay nhìn cái mặt của chúng nó sẽ khác nhau. Được đây. Yên 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 để ngắm mặt tí. Cái chúng nó thì chúng nó rất cuồng chủ. Cả một tuần chục ngày nay nó mưa, không có ra chơi được, không có ra chơi với chủ được. Chúng nó đang rất là cuồng. Nay được ngày ra chơi đang rất cuồng. Ok. Rồi. Ấy. Chúng nó nhanh nhẹn thế đấy. Đấy. Được rồi, chào em. Chào em. Đây để quay chúng nó cho mọi người chút. Được đây. Đấy. Này thì chúng nó cứng cáp lắm rồi. Đấy. Khung người của chúng nó chắc chắn. Nhưng mà lúc trước ấy là nó có ba con, một con đực là mới mới về với chủ rồi. Thì lúc trước là nó có ba con là nó nô nhau nhiều, ăn không lại được. Đây như người con chó như này là nó rất là nó giữ được rất là tốt rồi đấy. Vì với cái lượng vận động của chúng nó ba con mà ở cùng nhau mà nó nô nhau từ sáng đến tối thì thường thường cái nó phải gầy toát đít vào cơ. Đây là người vẫn là người có da có thịt. Vì bọn này là nó ưa vận động, chúng nó là chúng tính cách chúng nó nhanh nhẹn. Con cái. Chào em. Mưa ấy, mưa nặng hạt quá ấy. Rồi. Tí nữa chuẩn bị cái khăn khô lau sơ qua người cho chúng nó. Rồi đi về, có đi vệ sinh thì đi vệ sinh đi, tiện ra ngoài. Tiện ra vườn có đi vệ sinh thì vệ sinh đi. Vệ sinh đi, nhanh. Không hóng chơi. Đấy, được đấy. Được khung to ở trong đàn. Cái ấy chạy nhanh thoăn thoắt. Cái vận động này là nó theo cả con bố con mẹ nó đều là những cái con mà nó vận động rất là tốt. Thôi không nghịch con cóc đâu nha. Đây, con cóc rồi này. Không. Phải dạy nó để nó không nghịch. Nó chạy được ra ngoài là được rồi. Nếu mà nhìn thấy con chó mà nó nô cóc cái mưa gió này mà mọi người thả ra nhìn thấy con chó nó nô cóc là mọi người phải nẹt nó. Vì nó nô con cóc ấy, nó liếm.
nó mà liếm vào cái da con cóc nó tiết nhựa ấy, là con chó nó bị nhiễm độc. Tất nhiên là nhiễm độc cóc ấy thì nó không như là các cái độc khác, là nó làm cho con chó nó bị cháy, gọi là bị bỏng miệng thôi, bỏng nhẹ cái khoang miệng. Và thường thường sẽ nhìn thấy chúng nó sau khi liếm cóc xong thì chúng nó bị sùi bọt mép, mồm nó cứ ra đầy bọt đấy. Đấy là cái cơ chế để mà nó làm giảm cái độc tính của con cóc ở trong miệng. Thì nếu mà nhìn thấy mọi người mà thả chó ra mà nhìn thấy chó có tình trạng mà mồm cứ đầy bọt đấy, là mọi người phải dùng nước để mọi người rửa liên tục cái khoang miệng cho nó. Chỉ cần dùng nước rửa thôi là nó sẽ sạch, hoặc là cho nó cái thau nó tự nó rửa. Còn không là mình trực tiếp là mình rửa, mình xối nước vào trong khoang miệng của nó. Chứ ra vườn tược mà trời mưa gió này thì không tránh được cóc. Hey, ra đào cái chuối của anh hả? Này, ngồi yên nào, không nhảy lên, không nhảy. Một con thì nói được, nhưng mà hai con thì không đủ tay. Cuống cuồng. Đấy, nếu mà mọi người muốn chống này, con chó nó cuống cuồng mà muốn chống nó nhảy lên ấy, thì nó cứ nhảy lên thì đẩy nó ra. Đấy, dạy nó thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ mấy phút thôi là con chó nó sẽ biết ngay, nó sẽ không nhảy lên. Nhảy lên là đẩy ra. Không quạp. Đây nó đang nhảy đằng trước không được thì nó chuyển ra đằng sau. Nào. Làm một tay nó khó quá. Để làm hai tay, đang quay đấy. Khi hai tay ấy, thì sẽ điều tiết dần. Hai tay này sẽ điều tiết để chúng nó, để chúng nó không nhảy lên. Đây. Đây. Nào, ra đây. Con nào nhảy lên là gạt ra. Ngồi yên là xoa. Yên. Ngồi yên thì xoa này. Ngồi yên thì xoa này. Nhảy lên đẩy ra này. Nhảy lên đẩy ra này. Nhảy lên đẩy ra này. Ngồi yên. Rồi ngoan. Ngoan. Ra đây, ra đằng trước. Đẩy xoa tí. Không có nhảy nhót. Nào ra đây. Ok. Ra đây. Vì là đôi khi là chúng nó tranh nhau ấy, chúng nó nhảy lên là vì chúng nó tranh chủ. Nó sợ con khác gần hơn cho nên là về cái bản năng chúng nó hay chồm lên. Nhưng mà nếu mà không chỉnh ấy, thì về sau nó sẽ thành cái thói quen là chúng nó cứ thấy chủ, chúng nó đoán chủ là chúng nó sẽ chồm lên. Có thể nó bẩn hết quần áo của mình. Còn đây là khi ngồi ấy, thì nó như thế này, còn khi đứng ấy, thì nếu mà nó chồm lên ấy, là như thế này, nếu nó chồm vào, giơ đầu gối ra này, đấy. Nó chồm lên. Con nào chồm lên giơ đầu gối ra nâng thì khi nó chồm ấy là nó ụt một phát vào đầu gối này. Thì một vài lần như thế là con chó nó sẽ không chồm lên nữa. Nó đơn giản thế thôi. Chứ không được, không nên dạy chúng nó theo kiểu là phạt, đánh đòn hay là này kia. Để cho nó, chúng nó tự sẽ biết, chúng nó sẽ biết, chúng nó điều chỉnh. Còn bình thường giả sử khi ngồi như thế này, nào. Ra đây. Ngồi như này mà con nào mà ồn ào mà chồm lên gạt nó ra, thế thôi, không xoa nó. Tức là gì, chúng nó sẽ hiểu được là khi nào mà chúng nó ngoan thì chúng nó sẽ được yêu. Còn nếu mà làm sai là chúng nó sẽ bị gạt ra. Đấy. Và gạt ra không cảm xúc. Chứ đừng cáu, đừng
đừng cáu, đừng ấy thể hiện cái thái độ cáu với lại này kia là chúng nó sẽ bị cuống, vì là chúng nó có thể hiểu là cái tâm lý của chúng nó là chúng nó rất là yêu chủ, chúng nó muốn gần chủ, mà khi mà mình gạt chúng nó ra với cái thái độ mà khó chịu ấy là chúng nó bị cuống, tức là chúng nó sợ chủ Phật ý là chúng nó cuống, có khi chúng nó lại càng nhau vào. Nào đi ra thích ra đây nè, hai đứa ra đây. Rồi ngoan, không nhảy lên thế đâu, ngoan yên nào. Nào lại đây. Đấy, mọi người sẽ thấy là chúng nó đã đỡ hẳn rồi, nó chỉ có mấy phút thôi là chúng nó sẽ biết ngay, chúng nó sẽ biết được là để chúng nó không có đi ra đây. Nào ngồi đây, ngồi nào, ra đây, ra đằng trước, ra đằng trước. Đấy là chúng nó đã không nhảy, không ồn ào như lúc nãy này nhé. Nhưng mà vì lúc ban đầu cầm cái điện thoại ấy là rất khó làm, vì là chỉ làm được có một tay. Nào lại đây. Rồi ngoan. Ok, lại ngớt, vẫn mưa. Rồi đưa máy này. Đó thì tiện là để cho mọi người biết, chia sẻ với mọi người cái cách điều chỉnh cho nó luôn, là chúng nó sẽ rất là ngoan, nó không nhảy lên như đấy, nó chỉ mấy phút thôi. Khi con chó con nó rất là cuồng ấy, là vì là nó xoắn xít chủ, nó muốn gần chủ quá. Bảo nó biết, vì chúng nó khôn lắm, nó tự nó biết nó điều chỉnh. Mình chỉ cần tỏ cái thái độ để cho dựa vào cái nguyên tắc là nó làm đúng thì mình thưởng, mà nó làm sai thì mình không thưởng, hoặc là mình quát, hoặc là mình đơn giản mình không thưởng là cũng đã được rồi. Tức là đây với cái con chó con này là coi như là nó làm sai thì mình gạt nó ra, tức là mình không có xoa vuốt nó, không có khen thưởng. Còn nếu mà nó làm đúng thì xoa vuốt nó, là đấy là khen thưởng. Ê, ra đây. Ra đây. Ừ. Tại vì sao? Đấy, bây giờ là chúng cũng không có con nào nó chồm mày nữa. Chúng nó đã hiểu rồi đấy, nó chỉ một tí thôi. Còn lúc đầu ấy, tại sao mà chúng nó cứ chồm lên? Vì chủ nó thấy chủ chỉ có một tay thôi, một tay xoa thôi, còn một tay cầm cái điện thoại. Thế thì có hai con mà chủ chỉ có một tay thì nó sẽ cố gắng để nó nhau vào đấy, để cho mọi người xem thực tế cái con chó con nó rất là nhanh nhẹn, nó thuần người, nó quấn chủ và nó rất là thông minh, nó sẽ học rất nhanh, chỉ tiếp xúc một tí thì nó biết ngay. Nên là tại sao những cái con chó của mình mà mình hay quay video ở nhà mình nói gì nó cũng hiểu, là vì thế, vì chúng nó là chúng nó hiểu chuyện đấy. Bây giờ là không thấy nhau, không thấy đớp nữa, đúng không? Nó chỉ có một tí thôi, chứ không cáu với chúng nó được. Con nào chồm lên thì một né nó ra, hai là dùng chân gạt nó ra, gạt ra chứ không phải là đạp, phải đạp ra. Còn nếu mà khi cái con chó nó lớn lên, nó nhào vào người thì giơ cái gối lên trước thì nó sẽ biết. Đấy là cái cách mà mình không muốn cho nó bám vào người. Nếu nó cố tình nó phi vào thì ngực nó sẽ phi vào gối mình. Và có thể là mình dùng cái gối để mà mình đẩy nó ra, đẩy nhá, chứ không phải là lên gối nó thúc vào nó đâu. Thúc thì nó mạnh lắm, giơ từ trước. Ok, thôi được rồi, cho hai con vào trong đây thôi. Này mưa lôi ra hành, cỏ đang ướt hết này, vẫn còn đang lác đác hẳn mưa ấy. Đấy, mọi người mà ai mà quan tâm đến cái con chó con này thì chốt sớm nhất. Con cái chốt sớm nhất. Ba người mà đang lăn tăn con đực thì ngắm cái video này xem, để xem thực tế chúng nó rồi quyết định. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Khi hết cái đợt mưa này, trời nó tạnh thì sẽ ra trại, sẽ ra video nhiều hơn. Thế như đợt này mưa quá, muốn quay video cho nó rất là khó.